Bạch Thế Tôn Như Lai thường nói sắc là không, thọ tưởng hành thức cũng là không, Như Lai thường nói nhãn xứ là không, nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng là không, Như Lai thường nói sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng là không, Như Lai thường nói nhãn giới là không, nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng là không, Như Lai thường nói sắc giới là không, thanh hương vị xúc pháp giới cũng là không, Như Lai thường nói nhãn thức giới là không nhĩ tý thể thân ý thức giới cũng là không như lai thường nói nhãn xúc là không nhĩ tý thể thân ý xúc cũng là không như lai thường nói các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng là không như lai thường nói địa giới là không thủy hỏa phong không thức giới cũng là không như lai thường nói tánh của nhân duyên là không tánh của đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên cũng là không, như lai thường nói vô minh là không, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng là không, như lai thường nói ngã là không, hữu tình dòng sanh mạng khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục sự trưởng thành chủ thể luân hồi ý sanh nho đồng, khả năng làm việc khả năng thọ quả báo, cái biết cái thấy cũng là không như lai thường nói bố thí ba la mật đa là không tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực, bát nhã ba la mật đa cũng là không như lai thường nói pháp không nội là không pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng là không